Xin chào các bạn, tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng trong cả nước. Hôm nay ở số thứ 10 chúng ta cùng nhau đồng hành đến tỉnh Đắk Nông nhé, để tìm hiểu thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Đắk Nông. Now let's go. Theo thông tin tham khảo, trong năm 2021 tại tỉnh Đắk Nông không có trường đại học cũng như phân hiệu các trường đại học tại tỉnh Đắk Nông. Tại tỉnh Đắk Nông chỉ có một trường cao đẳng duy nhất, đó là trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về trường. Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông là trường công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ cao đẳng, trung cấp. Địa chỉ quốc lộ 28, tổ 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trường tuyển sinh khối đầu tiên trong năm 2019, nhà trường tuyển sinh ở các chương trình chính quy và liên kết quốc tế. Trong năm 2021, nhà trường đào tạo ở 10 ngành ở bậc cao đẳng. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Cũng như nhà trường đào tạo ở 8 ngành ở bậc trung cấp, sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở các mức như sau. Đối với hệ cao đẳng là 6.200.000 đồng đến 7.500.000 đồng trên 1 năm. Còn đối với hệ trung cấp là 2.750.000 đồng đến 3.300.000 đồng trên 1 năm. Vừa rồi là thông tin các trường đại học cao đẳng tại tỉnh Đắk Nông. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.